Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đảng sinh ra toàn thánh nhân nhưng đất nước lại bị chìm dưới đáy ao bùn. Ở các nước dân chủ cũng có những vĩ nhân, nhưng đó là vĩ nhân thật chứ không phải là vĩ nhân được tung hô bởi bộ máy tuyên truyền. Di sản của những vĩ nhân ấy là một nền dân chủ cho đất nước phát triển thịnh vượng như nước Anh, nước Mỹ, vân vân đều có cả. Điều đặc biệt là dù đất nước phát triển bền vững thì những vị ấy cũng không được tung hô như ông Hồ Chí Minh tại Việt Nam. Không biết lãnh tụ vĩ đại này làm gì để Việt Nam sánh vai cùng các cường quốc năm châu đây. Việt Nam một đất nước nghèo, xã hội bất an, người dân tìm cách tháo chạy ra nước ngoài để thoát khỏi cảnh địa ngục. Tuy nhiên, ở đất nước này người ta thấy mọc lên toàn là thánh nhân. Ông thánh đầu tiên là ông thánh lớn nhất của chế độ, chính là Hồ Chí Minh. Ông được nằm trong lăng, được ướp xác và trung ương chi mỗi ngày gần 800 triệu đồng chỉ để bảo vệ cái xác ướp ấy. Tức là mỗi năm chi mất khoảng gần 300 tỷ đồng để bảo vệ cho lăng. Có người nhận xét, theo dòng lịch sử nhân loại, triều đại nào xây lăng tẩm hoành tráng thì đấy là triều đại của bạo chúa. Đảng Cộng sản nắm quyền cai trị trên đất nước này đến nay đã 78 năm và nó được sinh ra qua nhiều huyền thoại, quá nhiều lăng và cũng quá nhiều đền thờ với tượng đài. Đảng Cộng sản là như vậy, họ dùng tuyên truyền xây dựng huyền thoại, họ lấy tiền thuế của dân để xây tượng đài, xây lăng tẩm, xây các nhà tưởng niệm hoành tráng. Dưới thời Cộng sản, người dân nhìn đâu cũng thấy vĩ nhân, từ vĩ nhân lớn đến vĩ nhân nhỏ. Sau ông Hồ Chí Minh là ông Võ Nguyên Giáp, người ta chọn thế đất xây mộ cho ông Giáp rất ư là mê tín. Họ chọn thế đất dựa lưng vào núi và nhìn ra biển. Đây là quan niệm rất ấu trĩ của nền văn hóa phương Đông. Họ cho rằng chọn đất tốt như thế thì dòng họ sẽ đại phát và thậm chí Việt Nam cũng đại phát theo. Đại phát đâu không thấy, chỉ thấy đất nước Việt Nam đang ngày một khó khăn, dân chúng thì khốn khổ, người dân bị thế giới văn minh coi thường. Ngoài ông Hồ Chí Minh thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng xây dựng thêm một tượng đài lớn nữa, đấy là ông Võ Nguyên Giáp. Ông Nguyễn Phú Trọng đang có tham vọng xây dựng hình ảnh ông là người vĩ đại thứ ba sau Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp. Cho đến nay, có người cũng đã tôn vinh ông Trọng là sĩ phu Bắc Hà. Có người tôn ông là người đốt lò vĩ đại. Rồi sau này, qua ba tấc hơi, bộ máy truyền thông khổng lồ của Đảng Cộng sản cũng sẽ thổi ông lên thành thánh nhân mà thôi. Đất nước này rất dễ sinh ra thánh nhân theo cách như vậy. Vào ngày 21 tháng 6 vừa qua, ông cựu Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã từ trần. Trên mạng xã hội và trên không gian mạng nổi lên một số bài viết ca ngợi ông này, nào là lỗi lạc, nào là tài năng vân vân. Nhiều nhà báo viết vì tấm lòng thật của họ chứ không phải là tuyên truyền. Tất nhiên, những gì được ca tụng trên báo nhà nước thì đấy là tuyên truyền. Có người nhận xét rằng cuộc đời chính trị của ông Vũ Khoan chẳng để lại dấu ấn gì đặc sắc. Có chăng ông không bị tai tiếng như nhiều người làm chính trị cùng thời với ông mà thôi. Ông được sinh ra từ nền móng Cộng sản, ông phục vụ Đảng Cộng sản cho đến nay, Đảng Cộng sản đã không đưa đất nước khá lên được. Việc một số cây viết có tiếng tung hô ông Vũ Khoan, đấy là tàn dư của tư tưởng sùng bái cá nhân. Trong các lãnh đạo của Cộng sản, gần như ai cũng được bơm thổi. Vĩ nhân mọc lên thì rất nhiều, nhưng đất nước thì nát như tường. Sau ba tấc hơi thì có thể Đảng Cộng sản Việt Nam lại tôn ông Nguyễn Phú Trọng thành vĩ nhân. Ở đất nước này, nhiều người có thể hiểu, biết ắt phải thấy ngán ngẩm, vì nhìn đâu cũng thấy kiệt xuất, nhìn đâu cũng thấy vĩ đại, nhìn đâu cũng thấy lỗi lạc. Nhưng rồi lại quá ê chề khi đất nước này không còn đường bứt phá vì bị lãng phí chất xám, bị tước mất tự do và bị triệt tiêu sáng tạo. Đất nước Việt Nam không cần vĩ nhân nào cả, không cần anh hùng nào cả. 100 triệu dân cần Đảng Cộng sản trả lại đất nước cho người dân tự quyết. Dân tự chọn đảng phái, tự chọn con người có năng lực lên để điều hành đất nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Đảng sinh ra toàn thánh nhân, nhưng đất nước
lại bị chìm dưới đáy ao bùn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin 10 năm độc tôn, giờ Vượng Vin bị xoán ngôi. Ngai vàng của Vượng rung lắc dữ dội. Ông Phạm Nhật Vượng là tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam. Cách đây 10 năm, ông Vượng lọt vào danh sách các tỷ phú của Forbes với tài sản 1,7 tỷ đô la Mỹ. Cho đến nay, Việt Nam đã có nhiều người lọt vào danh sách các tỷ phú nhưng ông Vượng vẫn dẫn đầu. Mới đây, tỷ phú Trần Đình Long, ông chủ của thép Hòa Phát, đã vượt qua ông Phạm Nhật Vượng để trở thành người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Đây là lần đầu tiên ông Phạm Nhật Vượng bị vượt mặt trên danh sách tỷ phú đô la của Việt Nam. Nguyên nhân do chuỗi tăng liên tiếp của cổ phiếu HPG đã giúp cho Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long vươn lên vị trí số 1 của bảng xếp hạng doanh nhân giàu nhất thị trường chứng khoán ở Việt Nam. Ông Phạm Nhật Vượng đã bị xoán ngôi. Hồi tháng 12 năm ngoái, ông Trần Đình Long đã bị rơi ra khỏi danh sách tỷ phú của Forbes. Lúc đó, giá cổ phiếu HPG đã giảm tới 30%, khiến tài sản của Chủ tịch Hòa Phát giảm về dưới 1 tỷ đô la. Ngoài ông Trần Đình Long còn có ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Novaland cũng bị văng ra khỏi danh sách tỷ phú. Giờ đây Hòa Phát hồi phục nhưng Novaland vẫn còn đang ngụp lặn trong rất nhiều khó khăn. Tỷ phú Trần Đình Long là tỷ phú ngành công nghiệp nặng, sản xuất thép, trong đó thép xây dựng chiếm tỷ trọng rất lớn. Việc thị trường bất động sản đóng băng cũng khiến cho ngành thép bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, làm ngành sản xuất, ông Trần Đình Long có thể tìm kiếm thêm thị trường xuất khẩu để thúc đẩy tăng trưởng. Trong khi đó, ngành bất động sản không thể xuất khẩu được. Ngành bất động sản bị chôn chân ở thị trường trong nước, nó phụ thuộc vào thị trường này có khỏe mạnh hay không. Ông Phạm Nhật Vượng nhảy qua ngành ô tô được 5 năm, đây là bước chuyển hướng theo hướng bền vững hơn loại doanh nghiệp bất động sản. Tuy nhiên, đã qua 5 năm, nhưng VinFast của ông Vượng vẫn đang đốt tiền ngày một nhiều hơn. Theo báo cáo tài chính của VinFast gửi cho Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ vào cuối tháng 5 năm ngoái, thì trong 9 tháng đầu năm 2022, VinFast đã lỗ đến 1,5 tỷ đô la. Còn theo báo cáo quý 1 năm 2023, VinFast lỗ tiếp 598 triệu đô la, cao hơn mức lỗ 411 triệu đô la cùng kỳ năm ngoái. Nếu không hãm lại đà lỗ này, thì VinFast sẽ đốt tiền của VinGroup ra trò. Chúa trộm VinFast vẫn không biết bao giờ tự đứng vững được. Ông Phạm Nhật Vượng lên thành tỷ phú là của công Vinhomes rất lớn. Trong 10 năm qua, Vinhomes luôn là đầu tàu của VinGroup tăng trưởng mạnh. Nó giúp cho ông Vượng giữ vững ngôi vị lâu đến như vậy. Có lẽ ông Vượng nhìn thấy tính thiếu bền vững của thị trường bất động sản mà đã nhảy qua công nghệ. Tuy nhiên, đã 5 năm nhưng VinFast vẫn đòi phải cho bú thì mới có thể tồn tại. VinGroup lấy tiền của Vinhomes đem nuôi VinFast trong nhiều năm, giờ đây có dấu hiệu đuối dần, làm cho các cổ đông và nhà đầu tư tiềm năng lung lay. Để trấn an nhà đầu tư, ông Vượng hứa tặng VinFast 1 tỷ đô la và ép Vinhomes tặng thêm 1,4 tỷ đô la nữa để nuôi đứa con bạo ăn của VinGroup. Vinhomes chỉ đang gặp khó khăn vì thị trường bất động sản còn đang ngủ đông. Trong khi đó thì VinFast cứ đốt tiền như đốt lá khô vậy. Hình ảnh này ai cũng thấy thì làm sao nhà đầu tư không thấy được. Và nó cũng là nguyên nhân không nhỏ làm cho cổ phiếu của VinGroup không được cao nên đã ảnh hưởng đến tài sản của ông Vượng. Câu hỏi đặt ra là liệu ông Phạm Nhật Vượng bị vượt mặt hay chỉ là nhất thời hoặc lâu dài? Ông Phạm Nhật Vượng là tỷ phú Forbes từ năm 2013. Nhất thời hay lâu dài thì đó là câu trả lời rất khó, bởi không ai đoán định được giá cổ phiếu của Hòa Phát sẽ tăng bền vững hay chỉ là tăng nóng. Tất cả đều phải chờ thời gian trả lời. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là ông Vượng không còn khẳng định được vị thế ngai vua mãi được. Đã đến lúc ông Vượng bị thử thách. Việc rẽ nhánh sang công nghệ là hướng đi bền vững, mặc dù vậy nó chỉ là bền vững khi VinFast tự đứng được. Còn với tình hình hiện nay, đã 5 năm trôi qua,
mà VinFast chưa từng đứng được và liên tục lỗ ngày mỗi nhiều, thì đấy là thử thách cực kỳ lớn. Không biết chừng chính VinFast sẽ kéo VinGroup đi xuống. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin 10 năm độc tôn, giờ Vượng Vin bị xoán ngồi, ngai vàng của Vượng rung lắc dữ dội. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de